Rồi, thân chào anh em đến với kênh Hải nha. Thì hôm nay chính thức thông báo nha, đây là một cái tin vui cho anh em mình nha. Nhưng mà trước khi đi vô nội dung chính thì mình muốn giới thiệu sơ cho anh em mình ha, về cái hũ này men ốm gà con cao cấp nha. Mình khẳng định thằng này ốm gà con là số 1. Nó là khắc tinh của bệnh viêm đường ruột, khô chân, teo lườn, xù lông, sệ cánh, phân xanh, phân trắng, phân sáp và bệnh cầu trùng ở gà nha. Nói chung cái hũ men này có tác dụng là ốm, ngừa và trị bệnh cho gà con kể cả gà lớn luôn nha. Đặc biệt ở đây, những cái em gà lớn đang ăn cát, uống nước nhiều thì mình sẽ sử dụng bằng cách là pha một muỗng này với 3cc nước nha. Chăm cho gà uống trực tiếp, rồi sau đó cho con gà nó ăn và uống nước cháo liên tục 5 ngày tự động nó sẽ khỏi nha. Thì cái liều lượng và cái hướng dẫn sử dụng mình có để cụ thể trên cái keo hết rồi nha. Và hiện tại thì mình đang pha nước để ốm gà con anh em. Lúc này mình có bổ sung thêm một cái cây muỗng nha. Nói chung cây muỗng này là chuẩn để cho anh em xài nha. Rồi thì sau một khoảng thời gian vòng vo, bây giờ mình vô nội dung chính nha. Thì cái hũ này lúc trước á, nó là 380k nha. Nhưng mà sau khi thương lượng với bên công ty á, thì mình giảm cái giá xuống được nha, là còn 300k cho 200g này. Thì anh em mình xài và áp dụng theo cái hướng dẫn của Hải nha. Và múc cái muỗng nhớ nha, anh em mình múc bằng mặt cỡ này là được rồi đó. Thì cái muỗng này là nó chuẩn nhất, tại mình nói muỗng cà phê, nhiều khi anh em không biết muỗng cà phê cỡ bao lớn nha, đại quá nhiều loại muỗng đi. Bây giờ mình thống nhất cây muỗng này thôi nha, là chuẩn nhất cho anh em mình xài nha. Và tiếp theo một cái thông báo cực kỳ quan trọng nữa nha, là cái hũ này từ nay sẽ thay thế luôn cho cái hũ kháng sinh tổng hợp lúc trước mình bán nha. Và mình chấm dứt không còn bán cái hũ kháng sinh tổng hợp lúc trước nữa, tại vì nó tác dụng không bằng thằng này nói nha. Thằng này là vô địch luôn anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của Hải nha và đã tin dùng cái sản phẩm này.